Chùa của sư thầy ở đâu ạ? À, chùa của sư ở trong Tây Ninh ấy. À, trong tỉnh Tây Ninh. Nhưng mà sư đi như thế này là sư bỏ chùa ra đi thôi. À, thế à? Thế sư đi bắt đầu từ ngày nào, lâu chưa? À, sư đi bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 12. À, mùng 4 tháng 12. À, năm 2008. Năm 2008. À, mà bây giờ là ngày mùng 9 là mùng 10 thì tháng 29. Ờ, 29 là sư đi hơn 2 tháng rồi. Vâng. À, về năm mới thôi chúc cho gia đình anh với chị luôn được hạnh phúc, hạnh phúc lâu dài, sư được dạ, vâng. Lên đường. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Vâng. Thế là sư thầy đi chương trình gì đấy? À, sư đi học tập. À, đi học tập. Đi để tự mình học tập, rèn luyện cái bản thân cho mình. À. À, để mà bỏ bớt cái tham sân của mình. À, thế à? Để tôi học. Vâng, và chương trình của sư thầy là bắt buộc phải đi bộ đúng không?